Ở tập trước, hoàng tử Flynn từ biệt để quay về Dương quốc xin viện trợ, cùng hợp lực chống lại phù thủy Gother. Trong khi đó, Gother đã giả thành Flynn, lần nữa bắt lấy Rapunzel và giam giữ nàng trong lâu đài nằm sâu trong rừng. Gother, mau thả ta ra, đồ phù thủy độc ác. Rapunzel, ta nuôi con từ nhỏ cho đến lớn, sao con chẳng biết ơn ta gì vậy? Bà chia cắt gia đình ta, lợi dụng quyền năng của mái tóc ta suốt nhiều năm trời. Bà chẳng có ơn gì với ta cả, đồ phù thủy đạo đức giả kia. Ôi Rapunzel, vậy thì ta cũng nói thẳng cho ngươi biết, ngươi sẽ sống với đồ đạo đức giả này mãi mãi trong lâu đài này, và mãi mãi không bao giờ gặp lại cha mẹ ngươi. Thôi, ta cũng hơi mệt rồi, ta cần thêm chút sức mạnh. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhiệm màu của ta, hai làn tỏa quyền năng diệu kỳ, chưa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau, lấy lại nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cho ta. La 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 la. Ta nhớ cảm giác này quá đi mất. Trong lửa, phải nhờ đến sức mạnh của ông rồi. Không ngờ sau khi hồi phục sức mạnh, lửa đồng lại lợi hại đến vậy. Thần gì, rồng lửa đã mở đường cho chúng ta vào khu rừng rồi. Thưa đức vua. Quân đâu? Mau tiến vào khu rừng. Mọi người, lâu đài của cô ta ở lối này, theo ta. Ôi, quá thật là một tuyệt sắc gia nhân. Ta chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian. Bà đẹp là nhờ quyền năng từ mái tóc của ta thôi, Gother. Nếu không có tóc của ta, bà chỉ là bà phù thủy già nua, xấu xí. Người nói gì? Ta đã thấy diện mạo thật của bà vào ngày trăng sáng. Bà là người vừa xấu, vừa độc ác nhất mà ta biết. Ngươi im đi, không ai được nói xấu ta, rõ chưa? Ngươi nhìn ai đó? Ngươi im đi thì tốt hơn đó Rapunzel, trước khi ta nổi giận. Cái gì? Bọn chúng đã vào khu rừng rồi. Ngươi ở lại đây canh chừng Rapunzel nghe chưa? Đợi ta đi xử trí những kẻ còn lại. Các ngươi thật to gan, dám vào tận trong rừng của ta. Gother, bà đã bắt giữ Rapunzel 18 năm rồi. Mau thả con gái ta ra. Bằng không, có lục tung cả khu rừng, ta cũng sẽ tìm ra con gái ta. Vậy để coi bản lĩnh ngươi tới đâu. Hỡi bóng đêm và thế lực hắc ám, mau trợ giúp cho ta. Không ngờ tên rồng lửa này lại khôi phục công lực nhanh như vậy. Mình phải tranh thủ đi cứu Rapunzel mới được. Đi thôi nào, bác sĩ. Rapunzel, nàng có ở đó không, Rapunzel? Rapunzel, nàng đừng sợ, ta đến cứu nàng đây. Đồ dơi độc ác, giống y như chủ nhân của người. Rapunzel, nàng không sao chứ? Ta không sao, chàng một mình tới đây ư? Quân đội đang giao chiến ở bìa rừng, rồng lửa đang giữ chân cô thơ, nên ta tranh thủ tới đây cứu nàng. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Hai đứa, không được, ta phải trở về lâu đài. Oh.
Không ngờ quả cầu ma kia của Gorder lại lợi hại đến vậy. Rồng lửa, chúng tôi đến hỗ trợ cho ông và mọi người đây. Tốt quá, nữ hoàng Serena, hãy giúp binh lính của nhà vua tiêu diệt lũ dơi. Ta sẽ đến lâu đài hỗ trợ cho Flynn và Rapunzel. Được. Các người muốn đi đâu? Đã xin phép ta chưa? Người dám hại chết con vật cưng nhất của ta, ngươi phải đền mạng. Không, Flynn, Flynn, Roger, hãy để ta cứu mạng Flynn. Chàng ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Hắn ta dám hại chết hai đứa, hắn phải chết. Không, xin bà đó Roger, hãy để ta cứu Flynn. Bà muốn gì, ta cũng đồng ý.